Mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng nghe tập 3 của bộ Sư Gia Bá Đạo. Mời quý vị cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, hắn mặc kệ, cho dù là số gì đi nữa, hơn nữa hắn cũng chẳng phải chính nhân quân tử gì, liền gật gật đầu. Tần phu nhân vui mừng, nắm lấy tay hắn, kéo về phía ngõ nhỏ kia. Lúc này đã là giữa đông, trời tối như mực, chỉ có thể lờ mờ thấy bóng người. Tần phu nhân bỗng dừng bước, hai tay ôm chặt lấy cổ Mạnh Thiên Sở, thân mình nóng bỏng dính sát vào người hắn, khuôn ngực đầy đặn của nàng đã ép chặt vào ngực Mạnh Thiên Sở. Tuy đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng tần phu nhân này không nói năng gì, đột ngột hành động vẫn làm hắn kinh hãi, bối rối nói: "Phu nhân, người ôm ta, mau ôm lấy ta." Tần phu nhân nói giọng run run. Mạnh Thiên Sở không tự chủ ôm lấy cái lưng ong của nàng, vẫn cảm thấy không được tốt cho lắm. Vừa rồi nghĩ đến hảo sự, giờ lại cảm thấy do sự, hắn liền nói: "Phu nhân, không thể như vậy được, vạn nhất ông chủ Tần biết thì..." "Hắn biết thì sao?" Tần phu nhân vẫn ôm ghì chặt lấy Mạnh Thiên Sở. "Hắn tay thêm đổi họ ở rể Tần gia, gia sản này đều là của Tần gia chúng ta, cho nên mọi việc hắn đều phải nghe ta. Ta tìm nam nhân, hắn cũng không dám xen vào." Nguyên lai Tần Giật Vân này là ở rể cho Tần gia. Trong xã hội phong kiến bình thường, nữ nhân lấy chồng sẽ về nhà chồng, đổi họ theo chồng. Còn ngược lại, nam nhân lấy vợ về nhà vợ, đổi họ theo vợ, người ta sẽ rất coi thường. Nam nhân ở rể cũng chẳng khác nô bộc là mấy, cho nên lão bà muốn làm gì, ông chồng cũng không quản nổi. Khó trách Tần Giật Vân này, phu nhân nói gì nghe nấy, cấm dám cãi nửa câu. Thậm chí việc Tần phu nhân đi tìm nam nhân khác, hắn cũng đành mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Tần phu nhân ôm Mạnh Thiên Sở nỉ non: "Ban ngày ở khách điếm vừa thấy ngươi, ta đã nghĩ nếu được cùng nam nhân tuấn lãng này thân thiết một phen, thật tốt biết bao. Không ngờ ông trời có mắt, tối nay đã được dựa ngực của ngươi." Nói đến đây, tay phải Tần phu nhân bắt lấy tay trái Mạnh Thiên Sở đặt ngay lên trên ngực mình. Phong lưu thiếu phụ này quả thật rất mãnh liệt. Mạnh Thiên Sở hoảng sợ, theo bản năng rút tay về. Tần phu nhân lại nắm chặt tay hắn, đặt trên nhũ phong mình, run run nói: "Mạnh huynh đệ, chỉ cần ngươi đồng ý, ta cho ngươi tiền, một lần 2 lượng bạc, được không?" "Cho ta tiền ư?" Mạnh Thiên Sở quả thực giờ khóc giờ cười. Không đợi hắn nói chuyện, đôi môi nóng bỏng của tần phu nhân đã đặt trên mặt, trên cổ Mạnh Thiên Sở hôn loạn xạ, còn tay trái thì vuốt ve hạ thể hắn. Nếu tần phu nhân không đề cập đến tiền, chỉ dùng thân thể câu dẫn Mạnh Thiên Sở, tin rằng sẽ thành công. Dù sao hắn cũng không phải thái giám, lại chẳng tử tế gì. Có điều tần phu nhân lại nghĩ hiện tại hắn đang thiếu tiền, muốn dùng tiền để tác động tới Mạnh Thiên Sở. Đó là lý do nàng ta thất bại. Đối với một nam nhân, muốn dùng tiền để cùng hắn hoàn hảo thật sự là sự sỉ nhục to lớn. Cho nên Mạnh Thiên Sở đẩy tần phu nhân ra, lạnh lùng nói: "Xin tần phu nhân tự trọng, Mạnh mỗ còn có chút ngân lượng, không cần phải bán mình, cáo từ." Nói đoạn xoay người bước ra khỏi ngõ nhỏ đi thẳng. Tần phu nhân bị hắn đẩy một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sắp xuống. May mà có bức tường đỡ cho nàng đứng vững. Mạnh Thiên Sở đã đi mất, tần phu nhân cảm thấy nóng bừng mặt. Tuy da mặt nàng khá dày nhưng cũng không dám đuổi theo hắn. Mạnh Thiên Sở hơi hơi buồn bực, thầm nghĩ: "Phu nhân này tính tình như vậy, tốt nhất ta không nên đi cùng nữa." Trở lại khách điếm, Mạnh Thiên Sở hỏi tiểu nhị phòng của Tần Giật Vân rồi lên lầu, muốn nói chuyện với Tần Giật Vân về quyết định vừa rồi. Hắn vừa đến cửa đã nghe thấy thanh âm rì rầm trong phòng. Ở xã hội hiện đại, thanh âm này rất hay gặp trong các phim người lớn. Mạnh Thiên Sở cười thầm, xem ra Tần Giật Vân thừa dịp phu nhân không có nhà liền vụng trộm. Bất quá tần phu nhân sẽ về ngay lập tức, nếu để tần phu nhân biết chuyện, Tần Giật Vân có thể sẽ rất khổ sở. Mạnh Thiên Sở thật cũng có vài phần đồng cảm với hắn, muốn nhắc nhở hắn một chút liền gõ cửa nói: "Ông chủ Tần, ông chủ Tần." Bên trong chuyển ra tiếng nam nữ bối rối. Mạnh Thiên Sở cười thầm, liền muốn đùa dai, lập tức đập cửa ầm ầm: "Ông chủ Tần, mở cửa mau, nếu không ta phá cửa." Một lát sau cánh cửa mở ra, Tần Giật Vân về mặt bối rối gượng cười nói: Là Mạnh huynh đệ à, có việc gì vậy?" Mạnh Thiên Sở liếc mắt thấy bên trong là một nữ hài tử đang sửa sang quần áo trên người, là nha hoàn Tế Vân của Tần Giật Vân. Cửa sổ hơi hé mở, Mạnh Thiên Sở lập tức đoán ra bọn họ lợi dụng tần phu nhân ra ngoài, thân thiết gần cửa sổ, có thể thấy cửa của khách điếm, có thể phát hiện tần phu nhân trở về. Không nghĩ tới tần phu nhân chưa về đã bị mình bắt gặp.
nguyên lai Tần Dật Vân cùng nha hoàn Tế Văn có quan hệ, bình thường thì không sao, nhưng trong hoàn cảnh ở rể như hắn, nếu Tần phu nhân phát hiện chắc sau này cũng khó sống. Mạnh Thiên Sở vẫn không đùa dai, trừng mắt quấy giày ông chủ Tần rồi. À, khuy áo ngươi cài lệch rồi. Tần Dật Vân mặt mũi trắng bệch, bối rối cài lại khuy áo, gấp giọng nói: Mạnh huynh đệ, cầu xin ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho nương tử ta biết, nếu không ta chết chắc. Nha hoàn Tế Văn cũng vội vã chạy tới quỳ xuống, run run nói: Mạnh thiếu gia, cầu xin ngài ngàn vạn lần đừng nói cho phu nhân biết. Không đợi Mạnh Thiên Sở trả lời, Tần Dật Vân lại bối rối nói tiếp: Chỉ cần Mạnh huynh đệ giúp ta giấu giếm, ta sẽ cho ngươi tiền. Người nhà này lại sao lại thế này? Động cái là nó đến tiền bạc. Mạnh Thiên Sở lắc lắc đầu: Ta không cần tiền. Được, được, vậy ta sẽ để cử ngươi làm sư gia. Đề nghị này của Tần Dật Vân thực sự làm Mạnh Thiên Sở động tâm. Tần Dật Vân vội vàng giải thích: Tần gia có một bà con thân thích hiện đang làm chi huyện tại huyện Nhân Hòa ở Hàng Châu, tên là Thái Chiêu. Hắn được Tần gia dùng tiền tài giúp đỡ mới được làm quan. Tần gia đối với hắn có ân, hắn đã hứa sau này nếu Tần gia có việc gì phân phó sẽ tận lực đền đáp. Lúc ban ngày ta nghe nha hoàn của ngươi nói lão gia bọn họ đề cử ngươi làm thư khải sư gia. Ngươi đã xé thư đề cử chắc chắn sẽ không được. Như vậy đi, ta viết một phong thư đề cử ngươi đi Nhân Hòa huyện làm thư khải sư gia, thế nào? Mạnh Thiên Sở mừng rỡ, thật đúng là ngoài ý muốn, cười nói: Ta muốn làm hình danh sư gia. Được, được, hình danh sư gia, lát nữa ta sẽ viết thư, sáng mai nhất định giao cho ngươi. Tần Dật Vân lúc này chỉ muốn mau chóng tìm cách bịt miệng Mạnh Thiên Sở, đừng nói hình danh sư gia, thậm chí đề cử làm chi huyện chắc chắn cũng đáp ứng. Mạnh Thiên Sở gật đầu cười: Tốt, nhưng liệu ngươi đề cử có được không? Ngụ ý ngươi chỉ là con rể, lời nói không có trọng lượng. Tần Dật Vân đỏ mặt nói: Đương nhiên là được, song thân ta đều đã mất, không còn người thân thích, người ngoài đều biết ta là đương gia, Thái Chi huyện cũng sẽ biết. Vậy đã tạ ngươi à? Ngươi yên tâm, ta chưa nhìn thấy gì cả. Mạnh Thiên Sở trừng mắt hi hi cười. Lúc này chợt nghe tiếng bước chân trên cầu thang vọng đến, nha hoàn Tế Văn vội vàng đứng dậy run run nói: Chết rồi, phu nhân đang lên. Vừa rồi Tế Văn chạy ra cầu xin, thành ra không có ai giám sát. Tần phu nhân vào sân, bọn họ cũng không biết. Lúc này quần áo Tế Văn vẫn chưa kịp sửa lại, liếc qua một cái là có thể đoán ra chuyện gì. Mạnh Thiên Sở thấp giọng: Ta đi giữ chân, các ngươi mau sửa sang lại, động tác nhanh lên một chút. Dứt lời bước ra cửa. Phòng của bọn họ đối diện với cầu thang. Mạnh Thiên Sở liếc mắt nhìn Tần phu nhân đang cúi đầu chậm chậm đi dọc hành lang. Cô nàng đeo một chuỗi chân châu hạng liên phát ra bạch quang nhu hòa, gò má hơi trắng nhợt. Nữ tử này quả thực rất xinh đẹp, có điều sống quá buông thả làm người ta sợ. Lúc này thấy bộ dạng nàng điềm đạm đáng yêu, Mạnh Thiên Sở có chút không đành lòng, vội vàng bước lên trước đón nàng. Tần phu nhân, sao giờ này mới về tới? Tần phu nhân thân thể hơi chấn động, mừng rỡ nhìn Mạnh Thiên Sở, còn tưởng hắn hồi tâm chuyển ý, hờn dỗi nói: Ngươi còn quan tâm tới ta sao? Khuôn mặt trắng nõn hơi ửng đỏ do hưng phấn. Mạnh Thiên Sở đi tới trước người nàng cười nói: Sao ta lại không quan tâm chứ? Ban ngày ngươi trượng nghĩa giải vây cho ta, ân tình này ta đều ghi tạc trong lòng. Ánh mắt Tần phu nhân xuất hiện một tia nhiệt hỏa, tiến lên thấp giọng nói: Vậy ngươi cùng ta ra ngoài, ta muốn xem ngươi thật tâm hay là giả ý đây. Phu nhân. Mạnh Thiên Sở nói chưa dứt lời, nghe thấy tiếng mở cửa của gian phòng gần đó. Phi Yến đứng ở cửa lạnh lùng nói: Thiếu gia, thiếu phu nhân nói trời đã muộn, không lên ra ngoài. Mạnh Thiên Sở sừng sốt, hóa ra Hạ Phượng Nghi và Phi Yến ở trong gian phòng này. Mấy câu nói vừa rồi của mình và Tần phu nhân chắc các nàng đã nghe thấy. Phi Yến nói câu này chính là muốn giải vây cho mình, hoặc là muốn phá đám mình. Tần phu nhân nhìn Phi Yến một chút cũng lạnh lùng nói: Hình như ban ngày thiếu gia với thiếu phu nhân ngươi đã tính toán rõ ràng, thiếu phu nhân ngươi còn dựa vào cái gì mà quản Mạnh công tử đây? Phi Yến nói: Hôn nhân đại sự sao có thể nói một câu bỏ là bỏ được, chừng nào còn chưa chính thức hưu thế thiếu phu nhân vẫn có thể quản. Đây là chuyện rắc rối giữa hai vợ chồng, ngươi xen vào làm gì? Mạnh Thiên Sở thực giờ khóc giờ cười, quay ngược lại khoanh tay trước ngực nói với Phi Yến: Hình như các ngươi đang cố tình gây sự phải không? Vừa không cho ta hưu thê, vừa không cho ta tán gái, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì đây? Tán gái ư?
Từ ngữ này các nàng chưa từng nghe qua, nhưng đại khái có thể đoán ra được vài phần. Tần phu nhân cũng tức giận nói: "Hai đứa tiện nhân ngươi thực rất là quá đáng." Phi Yến lạnh lùng nhìn tần phu nhân: "Cho dù thiếu gia chúng ta phải tầm hoa vấn liễu, cũng sẽ không tìm loại đàn bà dâm đãng như ngươi đâu." Tần phu nhân tức giận, mặt mũi đỏ bừng, bàn tay trắng nõn chỉ mặt Phi Yến: "Ngươi, con tiện tỳ này." Đúng lúc này, Tần Dật Vân đứng ở cửa kêu lớn: "Phu nhân, mau về đi, nước rửa chân đã chuẩn bị rồi." Phi Yến cười giễu cợt: "Mau đi đi, rửa chân cho tốt, thuận tiện rửa cả miệng ngươi nữa." Tần phu nhân tức giận, dậm chân quay người về phòng. Tần Dật Vân liếc mắt nhìn Mạnh Thiên Sở một cái, mắt tràn đầy cảm kích, rồi theo sau tần phu nhân vào phòng, đóng cửa lại. Tần phu nhân này lẳng lơ như vậy, không biết đã cắm bao nhiêu cái sừng lên đầu Tần Dật Vân. Bất quá là người đứng dưới mái hiên, hắn không thể không cúi đầu. Hắn cùng tiểu nha hoàn Tư Thông e rằng cũng chỉ là muốn đi tìm sự tôn nghiêm của nam nhân mà thôi. Lúc này lão đầu cũng ra đứng ở cửa chờ Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở liếc nhìn Phi Yến một cái, thầm nói: "Nhà đầu hoang dã." Rồi xoay người đi. Phi Yến vội nói: "Thiếu gia, thiếu phu nhân có chuyện muốn nói." Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm: "Có việc ư? Việc gì? Lại muốn giở trò gì thế không biết. Được, dù sao ngủ bây giờ vẫn còn sớm, ta sẽ chơi đùa các ngươi một lúc đã." Hắn liền bước vào phòng của hai nàng, chỉ thấy Hà Phượng Nghi đang ngồi bên bàn, chậm rãi ngấp một ngụm trà thơm. Hắn tùy tiện ngồi xuống ghế đối diện nói: "Có chuyện thì nói đi, có dám thì đánh." Hà Phượng Nghi buông chén trà, chậm rãi đứng dậy, hướng Mạnh Thiên Sở thi lễ, thấp giọng nói: "Ban ngày là chúng ta không đúng, ngươi cho chúng ta xin lỗi." "Miễn đi." Mạnh Thiên Sở khoắt tay chặn lại, lạnh lùng nói: "Trước mặt mọi người, các ngươi làm nhục ta, bức ta cởi quần áo, thật vô cùng nhục nhã, khó nói một câu là có thể xong chuyện được. Ta cũng đã nói, từ nay về sau, chúng ta không thiếu nợ nhau. Ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta. Một năm sau, ngươi đến tìm ta lấy hưu thư." Nói đoạn, đứng dậy bước ra ngoài. "Khoan đã." Hạ Phượng Nghi sắc mặt tái nhợt nói: Ta thực sự muốn xin lỗi ngươi. Hy vọng ngươi theo ước định từ trước giữa hai chúng ta, giả vợ chồng một năm, sau đó viết thư bỏ ta, được không?" "Thực xin lỗi, ta không có hứng thú cùng các ngươi diễn vở kịch này. Giả vợ chồng cái gì chứ, nam nhân bên ngoài còn nhiều mà, ngươi tìm một người khác chơi đùa cũng tốt, cáo từ." Thấy Mạnh Thiên Sở cất bước ra cửa, cũng không thèm quay đầu lại, Hạ Phượng Nghi tức giận đến trào nước mắt, nhào lên giường tấm tức khóc. Hạ Phượng Nghi nào có thể biết được Mạnh Thiên Sở bây giờ đã không còn là Mạnh Thiên Sở ngày xưa nữa. Từ trước đến giờ nàng không thích Mạnh Thiên Sở, do cha mẹ hai bên ước định bất đắc dĩ phải gả cho hắn. Hai người đã ngầm ước định giả làm vợ chồng một năm, sau đó ai đi đường nấy. Chỉ vì Mạnh Thiên Sở là tên ăn nhờ ở đậu, nhẫn nhịn như kiều, các nàng khi dễ thế nào cũng được. Không ngờ rằng sau khi thành thân, kiều liền hóa sói làm loạn đến mức này. Phi Yến ở bên cạnh khuyên thì không ổn, nói cũng không xong, đành ngồi xuống cùng khóc. Khóc lóc một hồi, Hà Phượng Nghi chậm rãi ngồi dậy, lau khô nước mắt, sửa sang quần áo rồi đi ra ngoài. Phi Yến vội vã theo sau, hai người đến trước cửa phòng Mạnh Thiên Sở. Lão đầu rót một chén trà, đem cho Mạnh Thiên Sở. Còn hắn thì ngồi phe phẩy cái quạt mới, chợt nghe tiếng mở cửa, chỉ thấy Hạ Phượng Nghi đi vào, vẻ mặt ảm đạm, đôi mắt đẹp chứa đầy sầu cảm, thực vô cùng đáng yêu. Có điều, Mạnh Thiên Sở chẳng phải người đa cảm, vẫn tưởng tượng cảnh bị hai chủ tớ khi nhục trước mặt mọi người. Hắn hừ một tiếng, hờ hững phe phẩy quạt, làm như không nhìn thấy nàng. Lão đầu vội vàng cúi đầu chào Hạ Phượng Nghi, nàng nói: "Lão đầu, ngươi ra ngoài một chút, ta có chuyện muốn nói với thiếu gia." Lão đầu đáp ứng, đi ra khỏi phòng, Phi Yến đóng cửa lại. Hạ Phượng Nghi cắn răng, khẽ nói với Mạnh Thiên Sở: "Rốt cuộc, ngươi muốn thế nào mới chịu tha cho chúng ta?" Mạnh Thiên Sở cũng chẳng nói nhiều: "Ban ngày ta đã nói rồi, trừ khi các ngươi cởi sạch quần áo quay ba vòng trước mặt ta." Hạ Phượng Nghi nước mắt tràn mi, đôi môi đỏ mọng run run, cắn chặt răng, từ từ đưa tay lên cổ bắt đầu cởi áo. Cái cổ trắng ngần, rồi cái áo lót màu lam nhạt từ từ hiện ra, làm cho Mạnh Thiên Sở trợn mắt há mồm. Kỳ thực Mạnh Thiên Sở cũng chỉ là tức khí mà nói, cũng không nghĩ là Hạ Phượng Nghi lại thoát y thật. Sự tình này làm ngoài dự liệu của hắn. Bất quá hắn cũng không ngăn cản, ai bảo nàng đuổi hắn ra khỏi động phòng, lại dung túng cho Phi Yến làm nhục hắn trước mặt mọi người. Hơn nữa việc chồng bảo vợ cởi quần áo dù sao cũng là chính đáng. Đúng lúc này Phi Yến lên tiếng ngăn cản Hạ Phượng Nghi: "Chuyện này là ta khơi mào, ai làm người đó chịu, không thể để tiểu thư liên lụy được."
Mạnh Thiên Sở mở quạt soạt một tiếng, ánh mắt không rời khỏi ngực của Hạ Phượng Nghi, lặng lẽ nuốt nước miếng, lạnh lùng nói: "Nếu nàng ta không đồng ý, ngươi cũng không có lá gan này. Bất quá, ngươi đã nguyện ý thay chủ nhận tội, được lắm, ngươi cứ cởi hết, xoay người ba vòng, ta sẽ tha thứ cho các ngươi." "Được, nhất ngôn vi định, ta cởi." Phi Yến run giọng, nói đoạn nhanh chóng đưa tay cởi áo. "Không, Phi Yến." Lúc này, Phi Yến đã cởi nút cổ áo, nước mắt lưng lưng nói: "Tiểu thư, một năm sau, người khôi phục tự do, còn phải lập gia đình, không thể để tên chất bẩm này chiếm tiện nghi được. Phi Yến là nô tỳ, chẳng qua cũng chỉ là đồ chơi của chủ nhân thôi, việc này không sao cả." Dứt lời, lại tiếp tục cởi. Mạnh Thiên Sở thu quạt lại, đánh vào cổ tay Phi Yến: "Chuyện này nên nói cho rõ ràng, rốt cuộc là ngươi muốn dùng cách này để xin lỗi ta, hay vẫn là chủ nhân chất bẩm này đang đùa bỡn nữ tỳ ngươi?" "Có gì khác nhau sao?" Phi Yến cắn môi hỏi, nước mắt đã muốn trào ra. "Đương nhiên là khác nhau, nếu là ngươi giải thích ta sẽ nhận, còn nếu ngươi nói ta đùa bỡn ngươi, loại người đầy xương như ngươi bổn thiếu gia không có hứng thú, ngươi về đi." Dứt lời liền quay lưng lại, nhàn nhã phe phẩy quạt. Phi Yến nghẹn ngào run giọng: "Được, Phi Yến nói sai rồi, không phải ngươi đang đùa bỡn Phi Yến, là ban ngày Phi Yến trước mặt mọi người làm nhục ngươi, hiện tại thoát đi trước mặt ngươi bồi tội." Vừa nói vừa tiếp tục cởi nút thắt. Mạnh Thiên Sở lúc này mới chậm rãi quay người lại, thấy Phi Yến đã cởi áo ngoài, để lộ ra chiếc áo lót đỏ tươi cùng bờ vai trắng như tuyết. Nàng lại vòng hai tay ra phía sau, tiếp tục cởi áo lót. Dây áo vừa tuột xuống, thân hình Phi Yến khẽ run. Tuy nàng dùng một tay giữ vạt áo trước, nhưng hơn phân nửa nhũ phòng đầy đặn hiện ra trước mắt Mạnh Thiên Sở. Cái kiểu úp úp mở mở này thực sự làm người ta vô cùng khó chịu, cảm giác như máu huyết đang sôi sục trong người. Nước mắt Phi Yến tuôn rơi lã chã. Ngay lúc nàng buông tay, Mạnh Thiên Sở lập tức mở quạt che mắt. "Được rồi, thế là đủ rồi." Rồi lập tức quay lưng lại. Ngươi nói sao?" Phi Yến run run hỏi. "Đủ rồi, không cần cởi nữa." Mạnh Thiên Sở thở dài một cái. "Tuy các ngươi bắt ta thoát đi trước mặt công chúng, ta lại không nhẫn tâm ăn miếng trả miếng như vậy, chỉ là muốn xem các ngươi có thật tình xin lỗi không mà thôi. Được rồi, ngươi có thể làm đến mức này, coi như ngươi chứng minh được mình thật sự muốn xin lỗi ta, ta chấp nhận." Phi Yến mừng rỡ, dù sao nàng cũng là khuê nữ, phải cởi sạch quần áo trước mặt một nam nhân, còn phải xoay ba vòng, làm nhục nàng như thế, thử hỏi sau này nàng sẽ sống ra sao. Lúc này đã nghe Mạnh Thiên Sở nói vậy, Phi Yến mừng rỡ phát điên, nhưng vẫn sợ mình nghe lầm, lắp bắp hỏi lại: Ngươi nói thật ư?" "Là thật, bất quá nếu sau này các ngươi còn muốn dùng thủ đoạn để đối phó với ta, ta cũng sẽ không tiếc công sức xử lý các ngươi cho tử tế đâu, lúc đó đừng có kêu oan uổng." Phi Yến cùng Hạ Phượng Nghi lúc này mới tin là thật, vội vàng mặc quần áo, liếc mắt nhìn nhau, không sao hiểu nổi hành động này của Mạnh Thiên Sở. Phi Yến nói: "Cảm ơn thiếu gia." Trước kia có thể nói Phi Yến tìm mọi cách làm nhục Mạnh Thiên Sở, giờ hắn có cơ hội báo thù lại không hề tuyệt tình, cách đối xử khoán thật sự làm nàng cảm kích, cho nên lời cảm ơn này xuất phát từ nội tâm của nàng. Mạnh Thiên Sở chờ các nàng mặc quần áo, lúc này mới chậm rãi quay người lại nói với Hạ Phượng Nghi: "Được rồi, ta đã chấp nhận lời xin lỗi của các ngươi, cũng sẽ không đi nói lung tung ra ngoài. Giờ ta viết một phong thư hưu thư cho ngươi, các ngươi có thể an tâm trở lại kinh thành." Phi Yến lau nước mắt, nhanh mồm nói: "Ngươi nói dễ nghe vậy, không được, chúng ta trở về biết ăn nói thế nào đây. Tiểu thư, không, thiếu phu nhân phải ở với ngươi một năm, sau đó ngươi viết hưu thư mới được." "Không cần đâu, các ngươi cầm hưu thư trốn đi. Nếu nhạc phụ đại nhân có hỏi, ta sẽ nói các ngươi ở bên ta rất tốt, không phải được rồi sao?" Hạ Phượng Nghi ảm đạm lắc đầu nói: "Không được, cha ta đã nghi ngờ ta không làm thê tử của ngươi thật, nhất định sẽ cử người đến, hoặc thậm chí đích thân đến tra hỏi. Chỉ cần phát hiện ra ta không ở bên cạnh ngươi, cha ta sẽ Hạ Phượng Nghi nằm ra bàn khóc thảm. Mạnh Thiên Sở sợ nhất là nước mắt nữ nhân, vội nói: được rồi, đừng khóc nữa, vậy ngươi nói nên làm thế nào đây?" Phi Yến nói: "Vẫn theo như ước định từ trước, hai người ra làm vợ chồng, giấu lão ra, một năm sau thì ai đi đường nấy." Mạnh Thiên Sở bĩu môi: "Không được, suốt ngày các ngươi làm nhục ta, ta sẽ bị các ngươi bức phát điên lên mất thôi, ta mặc kệ." Phi Yến vội la lên: "Ta sau này sẽ không nói những lời như thế nữa, được chưa?" Mạnh Thiên Sở quay đầu nhìn Phi Yến như muốn xem Phi Yến có thành ý hay không,
rồi lại bĩu môi với Hạ Phượng Nghi. Ngươi không nói, nàng ta cũng sẽ nói thôi. Hạ Phượng Nghi ngồi dậy, lấy khăn tay lau nước mắt. Chỉ cần ngươi không làm bậy, chúng ta sẽ tôn trọng ngươi. Ta làm bậy? Mạnh Thiên Sở lắc lắc cây quạt. Hay là thôi đi, ta sợ không kiểm soát được chính mình. Các ngươi xinh đẹp thế này, ngày đẹp trời nào đó thú tính ta nổi lên, ta sẽ lần lượt cưỡng gian các ngươi. Đừng trách ta không nói trước. Thôi các ngươi cứ đi đi, cùng lắm trước mặt lão gia ngươi ta sẽ bao che cho. Đi đi. Mặt Hạ Phượng Nghi hơi đỏ lên. Ta nói sai rồi. Vừa rồi ngươi có cơ hội làm nhục chúng ta, nhưng đã không làm. Giờ ta đã biết, kỳ thật ngươi là người tốt. Thực xin lỗi à. Nước mắt nàng lại lăn dài trên má. Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm, hai nữ tử này kỳ thực cũng không phải là dã man bẩm sinh, là do trước kia Mạnh công tử làm người ta quá khinh thường, bị đối đãi như vậy cũng xứng đáng. Thấy Hạ Phượng Nghi nhỏ lệ cầu xin, cũng mềm lòng đứng lên nói: được rồi, đừng khóc nữa, ta sợ các ngươi rồi. Các ngươi muốn theo ta thì cứ theo đi, nhưng chúng ta phải quy ước ba điều. Hạ Phượng Nghi lau nước mắt, miễn cưỡng cười. Quy ước thế nào? Thứ nhất, các ngươi phải tôn kính ta, không được phép có nửa câu bất kính. Nếu vi phạm, đừng trách ta không khách khí. Phi Yến theo thói quen buột miệng. Không khách khí thế nào? Ta đem hành vi của các ngươi viết vào hưu thư, rồi dán đầy đường ở kinh thành. Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nhìn Phi Yến phe phẩy quạt, nói như chém đinh chặt sắt. Ta nói được làm được, không tin ngươi có thể thử xem. Ta tin, sau này Phi Yến không dám như vậy nữa. Phi Yến thi lễ thấp giọng nói. Câu này Phi Yến thật lòng nói, chuyện hôm nay chủ yếu là do nàng gây nên. Nàng cũng đã thấy được tính cách Mạnh Thiên Sở. Tuy rằng không hiểu Mạnh thiếu gia nhẫn nhục chịu đựng trước kia, giờ đây lại tràn ngập lòng tự tôn, và cũng biết hắn là người dám nói dám làm. Biết thì tốt. Mạnh Thiên Sở xoay người nói với Hạ Phượng Nghi. Hạ cô nương, còn ngươi thì sao, có thể làm được không? Hạ Phượng Nghi gật đầu. Điều quy ước này hợp lý, cho dù người dưng khi gặp nhau cũng nên tôn trọng lễ phép. Trước kia chúng ta sai, ta thật tình xin lỗi ngươi. Dứt lời đứng lên thi lễ. Phi Yến cũng cúi đầu làm theo. Mạnh Thiên Sở gật đầu. Tốt, thứ hai, các ngươi phải đối đãi với ta như phu quân, thiếu gia chân chính. Đương nhiên, nếu làm giả vợ chồng, ta sẽ không yêu cầu các ngươi ngủ cùng giường. Trừ khi các ngươi tự nguyện. Câu này Mạnh Thiên Sở có chút ý trêu đùa. Hạ Phượng Nghi về mặt vẫn thản nhiên. Phi Yến lại lẩm bẩm một câu. Mỹ tử ngươi... Mạnh Thiên Sở trừng mắt liếc Phi Yến một cái, phe phẩy quạt nói với Hạ Phượng Nghi. Kỳ thực, việc này cũng là suy nghĩ cho ngươi. Ta cũng biết ngươi chán ghét ta, chỉ vì cha ngươi giữ tín nghĩa nên mới bất đắc dĩ gả cho ta. Chúng ta giả vợ chồng một năm, phải diễn cho thật, không thể để cho phụ thân ngươi phát hiện. Nếu không, cho dù một năm sau ta viện lý do gì để bỏ ngươi, cha ngươi cũng không đáp ứng, bức ngươi phải ở lại, thậm chí bức ngươi lên giường cùng ta. Sắc mặt Hạ Phượng Nghi hơi tái, ảm đạm nói. Đa tạ, chuyện này ta đáp ứng. Mạnh Thiên Sở nhìn Phi Yến. Vậy còn ngươi? Ta là nô tỳ thì có thể nói gì đây? Sau này ta sẽ đối đãi với ngươi như thiếu gia. Sai rồi, không phải đối đãi với ta như thiếu gia, mà ta chính là thiếu gia, là phu quân danh chính ngôn thuận của tiểu thư ngươi. Ta chính là chủ nhân của ngươi, ta thương lượng với ngươi cũng là lễ mặt ngươi. Nếu ngươi không coi ta là thiếu gia, ta có dùng gia pháp đối với ngươi cũng là lẽ thường. Đến lúc đó đừng có trách ta, nghe rõ chưa? Phi Yến nghe rõ, Phi Yến không dám nữa. Nàng bị Mạnh Thiên Sở tra tấn ghê quá mới biết hắn lợi hại, cũng biết rằng mình chỉ là phận nô tỳ. Nếu chuyện nàng đối đãi với hắn như trước bị nói ra ngoài, nàng có bị chủ nhân đánh chết sợ cũng không có người thông cảm. Mạnh Thiên Sở chế phục được Phi Yến rồi, gật gật đầu nói tiếp. Tốt lắm. Thứ ba, sau này mọi việc trong nhà đều là do ta quyết định, các ngươi không được nói nửa chữ. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến nhìn nhau, đây là vấn đề quan trọng, cũng không biết hắn định nói chuyện gì, nhất thời do dự. Mạnh Thiên Sở thấy vậy cười nói. Ta biết các ngươi lo lắng cái gì, ta cũng không phải người không hiểu đạo lý. Chỉ cần các ngươi tôn kính ta, ta cũng không làm tình làm tội các ngươi. Ta chỉ sợ các ngươi khi dễ, lấy điều này làm bảo hộ mệnh thôi. Nghe hắn nói vậy, Hạ Phượng Nghi gật đầu. Được, ta đáp ứng. Tốt, nếu các ngươi vi phạm ba điều trên, chúng ta liền ai đi đường nấy. Người khác hỏi ta chuyện các ngươi, ta có thể ăn ngay nói thật. Còn chuyện ngươi ăn nói như thế nào với cha ngươi, ta cũng không xen vào.
Đó gọi là đầu chọc đâu sợ ai nắm tóc, vua cũng thua thằng Liều. Xem ra một năm tới các nàng chỉ có thể nén giận cho qua. Nếu chuyện này lộ ra, người chịu thiệt nhất vẫn là các nàng. Hạ Phượng Nghi cắn chặt răng. Được, ta đáp ứng hết. Hy vọng ngươi cũng giữ ước định giữa hai chúng ta từ trước đến nay. Hết một năm, ngươi lấy lý do ta không thể sinh con để bỏ ta. Hơn nữa, không được đem chân tướng sự việc nói ra. Mạnh Thiên Sở hừ một tiếng. Ngươi yên tâm, ta tự biết giữ lời. Rồi ra vẻ khinh miệt, liếc nhìn Hạ Phượng Nghi lạnh lùng nói. Khuyên ngươi một câu, đừng có tự cho mình là cành vàng lá ngọc. Vận đổi sao rời, Hạ Phượng Nghi ngươi cũng vậy thôi. Hơn nữa, ta phong lưu phóng khoáng, tuấn tú lịch sự, tài trí hơn người. Ngươi coi thường ta là con giun, nhưng cũng có người coi ta như bảo vật vậy. Hạ Phượng Nghi phì cười. Nếu thật như vậy, ta phải cảm ơn trời đất, ta cũng có thể an tâm rời ngươi mà đi. Vô tình vô nghĩa à. Mạnh Thiên Sở thầm mắng một câu, lấy ra trong ngực hai miếng bạc, đại khái khoảng 4-5 lượng, đặt trên bàn. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến không hiểu hắn định làm gì, nghi hoặc nhìn hắn. Mạnh Thiên Sở nói, sau này chúng ta ăn uống cùng một chỗ, nhưng ai ăn người nấy trả, miễn cho ngươi nói ta chiếm tiện nghi của Hạ gia. Biết hắn còn để ý lời chọc tức ban ngày của Phi Yến, Hạ Phượng Nghi miễn cưỡng cười. Không cần như vậy, tiền sinh hoạt vẫn là do ta phụ trách, cha mẹ cho hồi môn rất nhiều, đủ cho chúng ta tiêu dùng. Mạnh Thiên Sở lắc đầu. Không, vẫn lên phân biệt rõ, huống chi ta lấy ngươi, lại dùng cả hồi môn của ngươi, người ta sẽ chê cười. Phi Yến vẫn theo thói quen lầu bầu. Sợ chê cười thì ngươi đi kiếm tiền về nuôi chúng ta đi. Lập tức nhớ ra, nếu còn chọc tức hắn, làm cho hắn bệnh cũ tái phát, người chịu thiệt vẫn là mình, vội tự tát nhẹ vào mặt một cái. Thiếu gia, Phi Yến sai rồi, những lời này Phi Yến xin thu lại. Không cần thu lại, ngươi nói đúng, ngươi là nha hoàn của chúng ta, đương nhiên chuyện ăn uống đều do chúng ta quản. Có điều chúng ta chỉ giả vợ chồng, cho nên sau này tiêu dùng tốt nhất vẫn là mỗi người chịu một nửa. Mạnh Thiên Sở đẩy hai miếng bạc về phía Hạ Phượng Nghi nói, về sau ngươi quản lý việc nhà, đây là ta đưa trước, khi sắp hết kêu ta một tiếng, ta lại đưa cho, nhớ rồi chứ? Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đều kinh ngạc. Ban ngày Mạnh Thiên Sở đã lấy 100 đồng của lão đầu mua quần áo, hiển nhiên giờ đã không xu dính túi, không hiểu sao lại có nhiều bạc như vậy. Thấy các nàng ngạc nhiên, Mạnh Thiên Sở phe phẩy quạt cười nói, các ngươi quá coi thường ta, cho rằng nếu ta rời Hạ gia đi sẽ chết đói đúng không? Hạ Phượng Nghi đỏ mặt, chúng ta nào có nghĩ như vậy. Dừng một chút, nàng nói tiếp, ban ngày ngươi đã xé nát thư tiến cử của phụ thân, ngày mai chúng ta làm sao bây giờ? Hay là ta về một chuyến, nói thư đã bị mất, bảo người viết lại một phong được không? Không cần, Mạnh Thiên Sở thản nhiên nói, ta đã hạ quyết tâm từ nay về sau không muốn chịu ơn của Hạ gia nữa. Ta đã có tính toán, các ngươi cứ theo ta là được, không cần hỏi đi nơi nào. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến nhìn nhau đều gật đầu. Tốt lắm, bổn thiếu gia ta phải nghỉ ngơi, ta ngủ ở đâu đây? Hạ Phượng Nghi đỏ mặt lên thấp giọng, ngươi là lão gia, đương nhiên ngủ buồng trong, ta cùng Phi Yến ngủ gian ngoài. Mạnh Thiên Sở lắc đầu, không được, giường gian ngoài quá nhỏ, hai người các ngươi ngủ, nửa đêm rơi xuống đất ta sẽ đau lòng à. Cứ như hôm trước, ta ngủ bên ngoài, hai ngươi ngủ gian trong. Bất quá khi chúng ta có nhà riêng, ta phải ngủ bên trong, hai ngươi chuẩn bị giường lớn mà ngủ bên ngoài. Hạ Phượng Nghi cảm kích nói, cứ như vậy đi, đa tạ ngươi. Mạnh Thiên Sở đứng lên, bộ dáng sầu khổ, kỳ thực ta nào có sung sướng gì, ngủ cùng phòng hai mỹ nữ kiểu này có khác gì tra tấn đâu. Mệnh khổ à. Phi Yến thấy Mạnh Thiên Sở nói đùa, tâm tình cũng thoải mái hơn chút, hì hì cười. Thiếu gia, ngài phong lưu phóng khoáng, nhất định sẽ có cô nương thích thôi, khi đó sẽ không phải nằm một mình trên giường à. Nói đến đây, Phi Yến chợt nhớ đến cơ thể rắn chắc của Mạnh Thiên Sở lúc ban ngày ở khách điếm, hai má hồng lên. Mạnh Thiên Sở ưỡn ngực, tất nhiên rồi, chỉ cần bổn thiếu gia ta muốn, các cô nương xinh đẹp còn phải xếp hàng dài mới đến lượt à. Nói đoạn hắn đi ra ngoài, nói với lão đầu vài câu, rồi quay vào phòng Hạ Phượng Nghi, đóng cửa lại, ngồi lên mép giường gian ngoài. Phi Yến mau chóng đem nước rửa chân tới, rửa sạch chân Mạnh Thiên Sở, hầu hạ hắn cởi áo ra theo quy củ, rồi mới vào buồng trong ngủ với Hạ Phượng Nghi. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Thiên Sở rời khỏi giường, mặc quần áo mở cửa đi ra. Vừa lúc thấy Tần Dật Vân cũng ra khỏi phòng. Tần Dật Vân thấy Mạnh Thiên Sở, cao hứng cười cười, rón rén đi tới,
quay đầu nhìn ngược nhìn xuôi, khẳng định không có ai. Lúc này mới lấy ra một phong thư đưa cho Mạnh Thiên Sở, cúi đầu nói: "Đa tạ Mạnh huynh đệ, tối qua đã trợ giúp, đây là thư đề cử, huynh cầm đi." Mạnh Thiên Sở cầm thư, lấy ra đọc thử, quả nhiên là đề cử mình đi Nhân Hòa huyện ở Hàng Châu làm hình danh sư gia, bên dưới còn có ấn ký của Tần Giật Vân. "Đa tạ ông chủ Tần," hắn nói. Tần Giật Vân thấp giọng cười: "Không cần khách khí." Chần chờ một chút, hắn nói thêm: "Vậy còn chuyện đến làm tiểu nhị trong cửa hàng của ta..." Mạnh Thiên Sở lập tức hiểu ra, Tần Giật Vân đề cử mình đi Nhân Hòa huyện làm sư gia, không chỉ vì cảm tạ mình giữ bí mật cho hắn, mà còn để tránh bị cắm sừng. Hắn cũng thừa biết vợ hắn phong lưu thế nào. Mạnh Thiên Sở cười nói: "Lát nữa ta sẽ nói với Tần phu nhân rằng ta có việc khác, không thể tới cửa hàng của các ngươi được, rằng ta và nương tử đã giảng hòa, sau này sẽ không đi cùng các ngươi nữa." Tần Giật Vân như chút được gánh nặng, cao hứng cười: "Tốt, tốt lắm, tốt." Mạnh Thiên Sở trở lại phòng mình, lấy bức thư ra đọc một lần nữa, vô cùng hoan hỉ. Có phong thư này, vậy tốt quá rồi. Lúc này Hạ Phượng Nghi đã rời khỏi giường, vén rèm cửa đi ra. Mạnh Thiên Sở cầm phong thư kia quơ quơ: "Thư đề cử mới đây, mau mau thu dọn đồ đạc, chúng ta xuất phát thôi." Hạ Phượng Nghi cùng Phi Yến thấy hắn nói đến thư đề cử, không hiểu hắn đào được ở đâu, nghi hoặc hỏi: "Chúng ta đi đâu?" "Đi huyện Nhân Hòa ở Hàng Châu làm hình danh sư gia." Hai nàng cảm thấy kỳ quái, làm sao một đêm hắn lại có được một phong thư đề cử mình làm hình danh sư gia, nhưng cũng không hỏi nhiều, thu dọn hành lý rồi kêu lão đầu chuẩn bị xe ngựa. Đang chuẩn bị khởi hành, Tần phu nhân nhô đầu ra ngoài cửa sổ phòng kêu lên: "Mạnh huynh đệ, đợi đã, ngươi đi sao? Đợi ta đã." Ngay lập tức Tần phu nhân vội vàng chạy xuống: "Mạnh huynh đệ, không phải hôm qua đã nói sao sẽ đến cửa hàng chúng ta làm tiểu nhị sao? Bây giờ định đi đâu?" Phi Yến lạnh lùng nói: "Thiếu gia chúng ta là người giàu sang phú quý, sao có thể đến làm tiểu nhị cho ngươi được?" Tần phu nhân lo lắng nhìn Mạnh Thiên Sở, hắn cười cười: "Tần phu nhân, ta đã giảng hòa với nương tử, cho nên không thể đến làm tiểu nhị giúp ngươi được. Thật xin lỗi, chúng ta phải đi rồi." Tần phu nhân thất vọng, thấp giọng hỏi: Ngươi không lo lắng cho ta sao? Ta sẽ trả ngươi gấp đôi tiền công." Phi Yến hừ một tiếng: "Thiếu gia chúng ta tiêu dùng một tháng hơn 100 lượng, ngươi lo được sao?" Mạnh Thiên Sở trừng mắt: "Phi Yến, không được nói lung tung." Rồi quay sang Tần phu nhân cười: "Đừng nghe nàng ta có việc quan trọng cần phải đi, thực xin lỗi à." Tần phu nhân nghe xong biết là không còn cách nào, đành nói: Ngươi định đi đâu?" "Hàng Châu." "Tốt, chúng ta cùng đường, vậy chúng ta cùng đi." Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ: "Đi cùng cũng được, chỉ cần không có phát sinh quan hệ, mình vững tâm một chút là được." Liền gật đầu: "Tốt, vậy chúng ta cùng đi, nhưng ta sẽ ngồi cùng xe nương tử ta, không ngồi xe các ngươi đâu." Tần phu nhân cũng nghĩ trên xe còn có Tần Giật Vân và nha hoàn, chẳng thể làm chuyện gì, đành nói: "Tốt, vậy các ngươi đợi ta chút, ta đi dọn đồ đạc, chúng ta cùng xuất phát." Tần Giật Vân ở trên lầu đã nghe bọn họ nói chuyện, ý nghĩ giống như Mạnh Thiên Sở, tuy đồng hành nhưng song phương đều có người giám thị, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì, cho nên cũng không phản đối. Đương nhiên hắn phản đối cũng không được, liền cùng nha hoàn Tế Văn xuống lầu lên xe ngựa. Mạnh Thiên Sở thấp giọng hỏi Hạ Phượng Nghi: "Ta đi cùng xe lão đầu hay là cùng nàng?" Hạ Phượng Nghi đáp: "Chẳng phải tối hôm qua đã nói sao, ngoại trừ ngủ cùng, còn lại chúng ta đều ở cùng nhau. Sau này ta sẽ đối xử với ngươi như phu quân thực, ngươi cũng đối xử với ta như vậy, không cần hỏi lại vấn đề này." Mạnh Thiên Sở thấp giọng cười: "Vậy không sợ ta vô lễ với nàng trên xe ngựa sao?" Hạ Phượng Nghi nhìn hắn: "Ngươi đối tốt với ta tự nhiên đối tốt với ngươi, ngươi sằng bậy ta cũng không khách khí." "Nàng định không khách khí thế nào đây?" Mạnh Thiên Sở cố tình trêu: "Cùng lắm thì chết trước mặt ngươi, quyết không thể để ngươi làm bẩn sự trong sạch của ta được." Hạ Phượng Nghi hai mắt nhìn xa xăm, nhưng nói như chém đinh chặt sắt, rồi cũng chẳng màng đến Mạnh Thiên Sở, tự mình lên xe ngựa. Mạnh Thiên Sở nghe lời này ngây người một lúc lâu, thế mới biết ấn tượng của Hạ Phượng Nghi với hắn ác liệt lắm lắm. Chuyện tối hôm qua nhân nhượng hết thảy đều vì lợi ích toàn cục mà thôi, hắn cảm thấy khâm phục tính cách của nàng, mặt khác lại thấy hối tiếc, như vậy là hắn đã thất bại rồi. Mạnh Thiên Sở cùng trèo lên xe, thấy Hạ Phượng Nghi ngồi cạnh cửa sổ nghiêng người nhìn ra ngoài, trong lòng cảm thấy bi thương. Hắn chọn một chỗ sáng sủa ngồi xuống. Xe ngựa rời khách điếm theo đường cái, chỉ trong chốc lát đã đi ra khỏi thị trấn,
tiếp tục đi xuống phía nam. Mạnh Thiên Sở vén màn xe, nhìn ra bên ngoài, mắt nhìn xa xăm, vẻ đầy ưu tư. Hạ Phượng Nghi cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ thỉnh thoảng vụng trộm nhìn Mạnh Thiên Sở, cảm thấy hắn bây giờ rất khác so với trước kia. Trước kia có trêu chọc hắn, hắn cũng chỉ hắc hắc cười gượng, không hề tỏ ra bị tổn thương. Nhìn khuôn mặt Mạnh Thiên Sở hiện tại, không hiểu sao nàng lại cảm thấy có chút thông cảm, tự thấy mình cũng hơi quá phận. Xe ngựa đi được gần nửa canh giờ, Mạnh Thiên Sở thủy chung nhìn ngoài cửa sổ, vẻ mặt đạm bạc, cũng chẳng nói gì. Hạ Phượng Nghi cuối cùng nhịn không được nhìn hắn hỏi: "Làm sao vậy, tức giận gì sao?" Mạnh Thiên Sở miễn cưỡng cười cười nhưng vẫn không nói gì. Thực tế các cô gái rất bị cuốn hút bởi vẻ thâm trầm này của người đàn ông. Hạ Phượng Nghi dịch thân mình ngồi gần Mạnh Thiên Sở một chút, nhẹ nhàng nói: "Thực xin lỗi, vừa rồi ta hơi sẵng giọng." Không hiểu sao Mạnh Thiên Sở thấy cảm thấy chua xót, miễn cưỡng cười: "Không có gì, nàng không sai, chúng ta chỉ là vợ chồng giá, ta cũng không quản chuyện này." Hạ Phượng Nghi cúi đầu một lát, ngước mắt liếc nhìn hắn, ôn nhu nói: "Ta phát hiện ra kỳ thực trong lòng ngươi rất tốt à." Mạnh Thiên Sở cười cười: "Sao lại bảo ta tốt? Ngươi đặt ra 3 điều quy ước, nghe qua đều tưởng là vì chính mình, kỳ thực người được lợi lại là ta. Ngươi cưới một thê tử, chỉ có thể nhìn mà không thể đụng vào, lại bị chúng ta làm nhục, người khác chắc đã gọi cha ta tới làm loạn lên rồi. Còn ngươi vẫn nghĩ cho ta, đồng ý giả làm vợ chồng với ta. Điều này có thể khẳng định kỳ thật nội tâm ngươi là lương thiện. Tối hôm qua Phi Yến cũng nói hình như ngươi đã đổi tính." "Đổi tính ngư? Ta vốn như vậy mà, chẳng qua nàng không biết đó thôi." "Thôi đi, chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, ta còn lạ gì ngươi nữa. Vậy ta làm sao? Ta đào tường khoét vách, đào mồ trộm mã, hay là răn dâm thiếu nữ, cướp của giết người đây?" "Ngươi mà có bản lĩnh đó thì ta cũng bội phục." Đầu Mạnh Thiên Sở phình to ra, thầm nghĩ không hiểu gã Mạnh thiếu gia trước kia đã làm lên tội tình gì để người ta khinh thường đến mức như vậy. Hắn ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm Hạ Phượng Nghi: "Ta vẫn chưa có cơ hội tâm sự cùng nàng, bây giờ ta muốn hỏi một chút, trước kia ta đã làm việc gì mà các ngươi khinh thường ta đến như vậy?" Hạ Phượng Nghi lướt hắn một cái: "Việc ngươi làm, ngươi không biết sao?" "Đương nhiên ta biết, có điều không biết ta đã làm gì để đại tiểu thư mất hứng. Nàng chỉ cho ta, để ta có chết cũng được minh bạch." Hạ Phượng Nghi nhíu mày, nghĩ tới những chuyện trước kia hắn đã từng làm, thực làm cho người ta chán ngắt. "Ta còn nhớ rõ một việc, một hôm ngươi đem một sợi dây buộc vào cổ con mèo treo trên cành cây, ta muốn đến cởi ra, ngươi đẩy ta ngã nhào xuống. Ngươi nói, nghe người ta nói mèo có 9 mạng, ngươi muốn xem có phải như vậy thật không?" Mạnh Thiên Sở tỏ vẻ đau khổ nói: Ta tàn nhẫn như vậy sao?" "Chuyện này ăn thua gì, trong nhà có một tổ chim mén, một ngày hai ta phát hiện thấy bên trong có 2 con chim mén non, ngươi liền lấy thang trèo lên, ta tưởng ngươi bắt én để chơi thôi, ai ngờ sau khi ngươi xuống, ngươi ném nó xuống đất rồi dẫm lên đến chết luôn." "Ta thực đáng ghê tởm như vậy sao?" Mặt hắn tràn ngập vẻ cầu xin. "Đó là lúc nhỏ ngươi không hiểu chuyện, lúc lớn ngươi còn làm bao nhiêu chuyện?" "Ta đã làm gì?" Mạnh Thiên Sở khẳng định đây không phải là chuyện tốt lành gì. 14 tuổi ngươi liền làm gì vậy?" Mạnh Thiên Sở tò mò hỏi. "Chuyện sơ bẩn như vậy nói ra không tiện." "Nàng không nói ra vậy căn bản là ta không làm gì." Hắn khích tướng. "Ngươi không làm, ngươi lấy một lượng bạc chạy đi tìm kỹ viện, lại để trộm mất bạc, không có tiền trả, bị người ta đánh cho một trận, may mà cha ta đến chuộc ngươi về." Thế cha ta đâu?" "Cha ngươi nói ngươi bất hiếu như vậy, để người ta đánh chết đi cho xong, không chịu đi cứu ngươi. Năm sau cha mẹ ngươi đều lần lượt qua đời." Mạnh Thiên Sở cảm thấy ngán ngẩm, xem ra vợ chồng Mạnh lão gia đều bị đứa con làm cho tức chết. Hắn thở dài. Ta còn làm chuyện gì nữa sao?" Như cái máy hát đã mở, Hà Phượng Nghi không thể dừng lại được, bao nhiêu bực tức bấy lâu nay đều tuôn ra hết. "Còn mẹ con nhà Lý Quả Phụ thì sao? Người ta tái giá thì liên quan gì tới ngươi? Tại sao ngươi lại đổ phân vào nhà người ta, còn viết lên cửa chữ người đàn bà dâm đãng, để cho người ta xấu hổ phải nhảy dính tự tử đây? Ngươi lại còn đem chuyện đó đi kể khắp nơi. Trước đây ta còn nhớ rõ là nhà ngươi còn khấm khá hơn nhà ta, vậy tiền đâu ra, tiền đi đâu hết rồi?" Chắc cũng là do ta." Mạnh Thiên Sở cũng chỉ nghĩ được ra đáp án này mà thôi. "Gia sản nhà ngươi đều bị ngươi ăn chơi tiêu tán sạch,
ngay cả chữa bệnh cho cha mẹ ngươi cũng đều là tiền của cha ta, nhưng vẫn không cứu được bọn họ. Ta hư hỏng như vậy sao? Chứ còn sao nữa, nghe chừng ngươi bị oan uổng vậy sao? Ngươi thử nhớ lại xem, một tháng bao nhiêu ngày ngươi tìm kỹ viện, bao nhiêu ngày ở sông bạc đây, bao nhiêu ngày Hồ Bằng gọi hữu ở quán rượu, bao nhiêu lần bị người ta đánh vì thiếu tiền, có cần ta phải kể hết ra không? Thôi, không cần nữa đâu. Mạnh Thiên Sở chán vã mồ hôi, cầm lấy quạt ra sức quạt. Những chuyện đó đều đã qua, nhắc lại làm gì? Hạ Phượng Nghi nói lên chuyện cũ của Mạnh Thiên Sở, nộ hỏa liền bốc lên, căm hận nói: Ngươi đừng tưởng gia cảnh ngươi xa xút, hạ gia chúng ta yêu giàu chê nghèo, nên ta mới không chịu cưới ngươi. Ngươi cũng thừa biết chúng ta là thanh mai trúc mã, đính hôn từ nhỏ. Nếu ngươi không làm những chuyện như thế, dù ngươi có phải đi ăn xin cơm, ta cũng sẽ đi theo ngươi. Những lời này làm cho Mạnh Thiên Sở chấn động. Xem ra gã Mạnh thiếu gia này thật chẳng ra gì. Cũng khó trách chủ tớ Hạ Phượng Nghi đối đãi với mình như thế, bèn miễn cưỡng nói: Nếu ta sửa lại tất cả tật xấu, trở thành người tốt, hay ta có thể thực làm vợ chồng hay không? Hạ Phượng Nghi lắc đầu: Sẽ không đâu. Không rõ là nàng nói Mạnh Thiên Sở không thể thay tâm đổi tính, hay là sẽ không cùng hắn làm vợ chồng thực. Mạnh Thiên Sở cảm thấy lòng tự trọng của hắn bị tổn thương, gượng cười nói: Như vậy cũng tốt, chúng ta cứ giả làm vợ chồng đi, để sau này khỏi ai bị tổn thương ai. Hạ Phượng Nghi chuyển đề tài: Trước kia ta không thấy ngươi xem hình luật, ngươi làm hình danh sư gia sao được? Trước kia không xem, giờ xem không phải là được rồi sao? Đó gọi là bổn điều tiên phí, chim ngu bay trước, biết thân biết phận, làm trước vẫn hơn. Bay trước? Giờ đi Hàng Châu mất một tháng lộ trình, trong một tháng ngươi có thể bay bao xa đây? Có thể bay bao xa được thì bay bấy nhiêu, vừa bay vừa tính. Mạnh Thiên Sở chờ mình không biết lấy quyển Đại Minh Luật ở xó nào ra, rung đùi đắc ý đọc. Hạ Phượng Nghi quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Trước kia Mạnh Thiên Sở cũng vậy, khi nhìn thấy mình liền làm bộ làm tịch, giả vờ như đang đọc sách, nên nàng cũng chẳng nói gì. Không ngờ rằng lần này Mạnh Thiên Sở đọc, tuy là nói lắp bắp nghỉ ngắt lung tung, thế nhưng cứ đọc hơn nửa canh giờ, thỉnh thoảng lại dừng lại ngẫm nghĩ, ngâm nga lặp lại mấy câu, xem ra cũng không phải giả vờ. Hạ Phượng Nghi thấy hắn chịu khó chịu khổ, tâm tình cũng mềm ra, thỉnh thoảng cũng thảo luận cùng hắn đôi ba câu. Cứ đi như vậy trong suốt 10 ngày, Mạnh Thiên Sở ban ngày trên xe ngựa ôm Đại Minh Luật ra sức khắc khổ đọc, buổi tối trọ tại khách điếm lại cầm bút lông luyện chữ. May mắn hồi tiểu học hắn cũng từng học cách dùng bút lông, nên trung học lại thấy có hứng thú với thi họa nên cũng luyện một thời gian, cho nên lần này viết cũng mau lên tay. Không dám nói là viết đẹp, nhưng cũng rõ ràng và chỉnh tề. Chỉ là trong mắt Hạ Phượng Nghi nó không đáng nhắc tới, vì dù sao nàng cũng đã từng dùng bút lông từ nhỏ. Thấy Mạnh Thiên Sở ngày đêm khổ luyện, Hạ Phượng Nghi dần dần cũng có chút tin tưởng hắn thật tâm muốn học. Có lẽ giờ hắn cũng hiểu được ra đạo lý rồi. Khi thấy hắn có chỗ nào không rõ, Hạ Phượng Nghi cũng cùng hắn thảo luận. Tuy nàng không hiểu hình luật là mấy, nhưng dù sao cũng là người cổ, nàng cũng nhiều lần giúp hắn hiểu được vấn đề. Giờ là đầu hạ, trời thường xuyên mưa, đường xá thập phần lầy lội. Có điều trời mưa đọc sách càng làm người ta tĩnh tâm. Tuy phong lưu thiếu phụ Tần phu nhân kia thường xuyên đến quấy rầy Mạnh Thiên Sở, muốn ở cùng hắn một chỗ nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Tần phu nhân bị cự tuyệt nhiều lần, dần dần cũng chán, Mạnh Thiên Sở lúc này mới được an bình. Một ngày nọ, sau khi mưa to, đoàn người đi vào một thị trấn, cả hai khách điếm của thị trấn đều đã chật cứng người. Hỏi ra mới biết, do trời mưa to, cây cầu phía trước đã bị nước lũ cuốn trôi mất, không cách nào sửa chữa được, nên mới phải trú lại nơi đây. Sau khi hỏi dân bản xứ, họ biết được có một con đường nhỏ, nếu đi ngay lúc này, lúc trời tối có thể tới một ngôi chùa cổ tên là Thính Tùng Tự. Hôm sau lại đi mất một ngày mới đến được một thị trấn khác được. Sơn đạo này gập ghềnh quanh co, xe ngựa không thể đi qua được, chỉ có thể đi bộ hoặc cưỡi ngựa mà thôi. Nhóm thương khách kia không muốn mạo hiểm, không chịu đi đường nhỏ. Ý của Tần phu nhân là muốn ở lại đây chờ cầu gỗ sửa xong rồi mới đi tiếp. Nhưng Mạnh Thiên Sở sợ đêm dài lắm mộng, vội vã muốn đến Hàng Châu làm sư gia, liền quyết định cưỡi ngựa theo đường nhỏ đến thị trấn sau thuê xe ngựa đi tiếp. Bọn Mạnh Thiên Sở có 3 con ngựa nhưng lại có đến 4 người. Hơn nữa Mạnh Thiên Sở đã nói
không muốn dính dáng đến Hạ gia, liền tìm một người nuôi ngựa, mua một con và mấy bộ yên cương cho cả đoàn. Hạ Phượng Nghi thấy hắn cương quyết, nói được làm được, thầm bội phục khí cốt hắn. Mọi người mau chóng buộc hành lý lên ngựa rồi xuất phát. Tần phu nhân thấy Mạnh Thiên Sở đi đường nhỏ liền làm ồn ào một trận, cũng muốn cưỡi ngựa đi theo. Tần Thật Vân đương nhiên không dám cãi lời, cũng đành đi theo. Lúc này mưa gió đã ngừng, nhưng sơn đạo đâu đâu cũng bùn đất lầy lội, lại gập ghềnh khó đi, vật vã một hồi mới lên được đỉnh núi. Nhưng đường đi xuống cũng vất vả không kém, uốn lượn quanh co rồi lại xuyên qua rừng rậm. Đường đi hiu quạnh, một người đi đường cũng không thấy, bọn họ bảy người bảy ngựa cứ thế mải miết đi. Mặt trời bắt đầu xuống núi, trời tối rất nhanh do bọn họ đang ở trong rừng. Cũng may họ đã chuẩn bị sẵn đuốc, đốt lửa rồi tiếp tục hành trình. Trời tối đen, trong màn đêm vang lên những tiếng kêu kỳ quái của các loài động vật ăn đêm. Tuy nhiên, đối với các nữ tử, chúng thật vô cùng khủng bố. Họ liên tục thúc giục mọi người đi nhanh hơn. Phi Yến không ngừng nói, bị dân bản xứ lừa, làm gì có ngôi cổ tự nào ở đây. Mọi người nghe Phi Yến nói càng nhụt chí. Tần Dật Vân cũng đã nản lòng, nhưng thấy Tần phu nhân sợ đến mức mặt mũi trắng nhợt, cũng không dám nói gì. Mạnh Thiên Sở thì chẳng sao cả. Trước kia hắn làm pháp y, cứ vài ngày hắn lại phải lên núi sờ soạng trong đêm tối, không chuyện gì chưa làm qua. Hoàn cảnh hiện tại có thấm vào đâu, huống chi bên cạnh còn có tiểu mỹ nhân Hạ Phượng Nghi, không thể không tỏ ra dũng cảm được. Cho nên hắn không ngừng nói chuyện, chỉ ngọn núi kia hình biếu lực đà, tiếng cú thì hắn bảo là mèo con kêu, làm cho Tần phu nhân cười khanh khách không ngừng, cũng làm cho mọi người bớt căng thẳng hơn. Một hồi lâu sau, khi tất cả đều uể oải đến cực điểm, vừa mệt vừa đói, Phi Yến tinh mắt nhìn thấy ở đằng xa lưng chừng núi có hai ngọn đèn mờ mờ, hẳn đó là Thính Tùng Tự mà họ đã nghe nói. Mọi người liền lập tức tỉnh táo đi nhanh hơn. Tuy ngọn núi nhìn gần là vậy, đi lên còn rất xa, thêm nửa canh giờ nữa lúc này mới có thể nhìn thấy rõ ngọn đèn. Gió mang theo mưa bụi thổi qua những ngọn cây tùng, tạo ra những âm thanh u u xào xạc làm người ta sởn gai ốc. Không ai bảo ai, mọi người cùng tăng tốc, nhưng cũng mất nửa canh giờ nữa mới tới trước cổ tự. Theo 10 bậc thang nghiêng nghiêng vào trước cửa chùa, cánh cửa này thật ra cũng không nên gọi là cửa, vì chỉ còn một khung cửa rách nát. Hai cánh cửa không hiểu là đã bị các nhà sư trong chùa đốt mất, hay là bị người qua đường lấy đi mà còn mỗi cái xác thế này. Đứng trước cửa, giơ đuốc lên, họ thấy một tấm biển viết ba chữ đậm: Thính Tùng Tự. Tấm biển kia cũng không thể rách nát hơn được nữa, nếu không phải treo ở trên cao, chắc người ta cũng lấy đi từ lâu rồi. Mạnh Thiên Sở cất bước vào trong, ánh trăng lờ mờ, đại khái hắn có thể nhìn thấy cảnh trí bên trong. Ngôi chùa này thực đơn sơ, có ba dãy nhà, chính giữa là tòa Đại Hùng Bảo Điện, bên cạnh có hai dãy sương phòng, tất cả đều có mái hiên vươn dài đến 3 thước, bên dưới là Vọng Nguyệt Đài. Theo cách bố trí này, có thể thấy vùng này thường xuyên mưa, nên phòng ốc đều chú trọng phòng mưa gió. Bốn phía đều có tường cao vây quanh, nhưng nhiều chỗ không trọn vẹn, có thể trông thấy rừng cây rậm rạp tối tăm bên ngoài. Có thể nói những bức tường vây này cũng chỉ có thể làm cảnh. Vừa rồi thấy hai ngọn đèn cũng chính là từ Đại Hùng Bảo Điện chiếu ra. Đại môn đóng chặt, không nhìn thấy bên trong. Mạnh Thiên Sở đứng trong sân cao giọng nói: "Trong chùa có người nào không vậy? Trong chùa có người nào không vậy? Hello, hello." Vừa dứt lời, cửa Đại Hùng Bảo Điện mở ra, một lão hòa thượng bước ra, chắp tay hình chữ thập, cao giọng nói: "A Di Đà Phật, các thí chủ, bần tăng là Huyền Âm, là phương trượng của Thính Tùng Tự." Mạnh Thiên Sở cũng chắp tay nói: "Đại sư, chúng ta đi đường mệt mỏi, muốn vào và tự tá túc một đêm, mong đại sư giúp đỡ cho." Huyền Âm tuyên một tiếng Phật hiệu: "Giúp đỡ người cũng là giúp chính mình, các vị thí chủ xin mời vào." Mạnh Thiên Sở cùng mọi người cất bước vào đại điện. Vào bên trong, Mạnh Thiên Sở hơi sừng sốt, bên trong đã có hai người ngồi, một mặc quần áo trắng, phe phẩy chiết phiến, là một công tử phong độ trẻ tuổi, người còn lại bộ dáng phúc hậu, có vẻ là thương nhân. Hai người thấy Mạnh Thiên Sở tiến vào, đều tỏ ra vui vẻ, đứng dậy chắp tay thi lễ. Huyền Âm giới thiệu với đám người này với Mạnh Thiên Sở: "Bọn họ cũng ngang qua nơi này, tá túc ở bì tự ta." Thư sinh kia chắp tay nói: "Các vị cũng nóng vội theo đường nhỏ tới đây sao? Chúng ta cũng chỉ đến sớm hơn mấy bước mà thôi, thật là có duyên à. À, sư huynh, huynh vừa nói cái gì, hê hê cái gì nhỉ?" Mạnh Thiên Sở cũng chắp tay cười nói:
À, đấy là câu chào của quê ta. Đúng vậy, nơi thâm sơn cổ tự này gặp được nhau cũng coi là như là có duyên phận. Tại hạ Mạnh Tiên Sở, không biết hai vị huynh đài xưng hô thế nào đây? Người thư sinh nói: Tại hạ là Trương Chấn Vũ. Thương nhân kia cười ha hả, thi lễ nói: Bị nhân Hạ Vượng là buôn bán nhỏ thôi. Tần Giật Vân thấy người buôn bán cũng tỏ ra có chút thân thiết, chắp tay thi lễ giới thiệu. Tần phu nhân lúc này tiến vào, đôi mắt Vượng không rời khỏi người Trương Chấn Vũ. Nghe xong công tử kia giới thiệu, cười khanh khách nói: Xin chào công tử. Trương Chấn Vũ khẽ cau mày, chắp tay hoàn lễ: Không dám, vị tỷ tỷ này là... Tần Giật Vân vội vàng xen vào: À, đây là vợ ta. Trương Chấn Vũ né tránh ánh mắt nóng bỏng của Trần phu nhân, chắp tay thi lễ. Hạ Vượng cũng tiến lên chào Tần phu nhân, nhìn thấy vòng cổ trân châu trong suốt đeo trên cổ nàng, nhất thời ngơ ngẩn, đứng im như phỗng. Mạnh Thiên Sở đang định giới thiệu Hạ Phượng Nghi, không ngờ nàng nói: Tướng công, tiện thiếp rất mệt mỏi. Thanh âm nũng nịu làm sao xuyến lòng người. Mạnh Thiên Sở vội vàng quay về phía Huyền Âm nói: Phương trưởng, tiện nội đi đường mệt mỏi, có thể nhanh chóng sắp xếp chỗ cho nàng nghỉ ngơi hay không? Xin đa tạ. Huyền Âm vội đáp: Bỉ tự chỉ có một tiểu đồ, hắn đang nấu cơm ở phía sau, cho nên phòng trống còn rất nhiều, bần tăng sẽ thu xếp chỗ nghỉ cho các vị. Nói đoạn cầm lấy một cái đèn lồng đi trước dẫn đường. Sương phòng phía tây, vợ chồng Tần Giật Vân được thu xếp ở một gian lớn, gian giữa để nha hoàn Phi Yến và Tế Văn ở, còn một gian lớn nữa dành cho vợ chồng Mạnh Thiên Sở. Bên sương phòng phía đông, lão đầu và Hạ Vượng ở cùng một phòng, gian còn lại thư sinh Trương Chấn Vũ ở, phương trượng cùng đầu nhi của ngài ở trong Đại Hùng Bảo Điện. Mạnh Thiên Sở cùng Hạ Phượng Nghi vào phòng, bên trong thực rất đơn sơ, chỉ có một chiếc phản cứng, chăn chiếu mỏng manh. Huyền Âm phương trượng thắp sáng chiếc đèn ở trên bàn, lên bảo bọn họ đến trai phòng bên cạnh đại điện ăn cơm rồi cáo từ. Hạ Phượng Nghi đến bên giường, chậm rãi ngồi xuống, vỗ vỗ mép giường, vẻ mặt đau khổ nói: Giường này cứng quá, làm sao mà ngủ đây? Đã ra khỏi nhà chỉ có thể chấp nhận như vậy thôi. Mạnh Thiên Sở cũng ngồi bên giường, cố ý trêu chọc nàng: À, phòng này chỉ có một giường một chăn, hai chúng ta sợ chỉ có thể ngủ cùng một giường mà thôi. Ta cũng không muốn làm khó nàng, chỉ là... Người đã nói không cần ngủ cùng giường với ta, quy ước mới lập được vài ngày đã muốn nuốt lời sao? Ây, không phải à. Mạnh Thiên Sở làm bộ ủy khuất: Nếu như vậy ta sẽ đến chỗ lão đầu ngủ vậy. Người nói bậy bạ gì vậy? Như vậy đâu có giống vợ chồng. Thì có phải vợ chồng đâu, chỉ là giả thôi mà. Mạnh Thiên Sở ủy khuất lầu bầu nói, rồi lại nhìn Hạ Phượng Nghi trộm cười: Nếu không ta đem một cái chăn khác đến, chúng ta mỗi người ngủ một nửa giường, không cùng chăn, vậy có được không? Không được, ba điều ước quy định đã quy định rồi, không ngủ chung giường. Nhưng có mỗi một cái giường à, nàng không thể để ta nằm bừa dưới đất được. Người không ngủ trên mặt đất, vậy để ta ngủ dưới đất vậy. Hạ Phượng Nghi ôm chăn bông định mang xuống: Thôi, làm sao ta có thể để một cô gái ngủ dưới đất cho được. Hắn vỗ vỗ ngực: Ta sẽ ngủ dưới đất, để ta đi lấy chăn bông. Mạnh Thiên Sở chạy ra ngoài tìm phương trượng mượn chăn bông, nói là trời lạnh, một cái không đủ. Kỳ thật lúc này đã là đầu hạ, tuy là nhiệt độ trên núi không quá thấp, nhưng một cái chăn cũng là đủ rồi. Xem ra ngôi chùa này trước kia tăng lữ không ít, hoặc là cũng hay có lữ khách ngủ lại đây, cho nên chăn bông cũng không ít. Lão phương trượng cũng không hỏi nhiều, đưa chăn cho Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở tạm đặt chân trên giường, thu xếp xong liền đến trai phòng ăn cơm. Nghe thấy tiếng bước chân của Phi Yến phía sau, tựa hồ như Hạ Phượng Nghi không đi cùng, hắn quay người lại, quả nhiên như vậy, liền hỏi: Phi Yến, thiếu phu nhân đâu, sao nàng không đến ăn cơm? Thiếu gia, người nhân tâm để Liên Tử mình xuất đầu lộ diện trước mặt những số nam nhân đó sao? Phi Yến hỏi, rồi nàng nhìn trước nhìn sau, thấp giọng: Có phải ngươi nghĩ đó không phải là nương tử thực của mình nên mới hào phóng như vậy không? Mạnh Thiên Sở hơi sửng sốt, rồi lập tức nhận ra cổ nhân rất chú ý chuyện nam nữ. Nữ quyến bình thường tránh gặp ngoại nhân, trong mọi trường hợp có thể tránh bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Lúc trước ở khách điếm, mỗi khi ăn cơm, Hạ Phượng Nghi đều ngồi riêng một bàn, thậm chí không tiếc tiền mua chỗ ngồi. Đó không phải là chủ ý của nàng, mà là do lễ giáo phong kiến quy định như vậy. Mạnh Thiên Sở cười cười: Vậy nàng ăn cơm thế nào đây? Ta mang cơm về cho thiếu phu nhân ăn à? Thế còn ngươi? Thiếu phu nhân ăn xong rồi ta mới ăn.
Mạnh Thiên Sở nhíu mày. Ngươi đem cơm về cho nàng, sau đó trở lại ăn cơm cùng chúng ta, sao lại phải đợi nàng ta ăn xong rồi mới ăn? Hắn không quen trật tự phong kiến nên mới nói vậy. Phi Yến tưởng hắn đang nói mơ. Sao lại nói như vậy? Làm gì có đạo lý, nha hoàn cùng ăn cơm với tiểu thư. Lúc này hắn mới nhớ ra, Phi Yến làm nô tỳ, trật tự phong kiến này đã nằm thăm căn cố đế trong đầu nàng rồi. Hắn cũng lời giảng giải về nhân quyền dân chủ hiện đại cho nàng nghe, nên hắn quay người đi vào Đại Hùng Bảo Điện. Phi Yến vào trong đại điện, đến trước tượng Phật Thích Ca Mâu Ni dập đầu ba cái, sau đó lấy hai đồng tiền trong người ra, cung kính bỏ vào thiện duyên dương hòm công đức, xem như đó là tiền cơm của bốn người bọn họ. Vợ chồng Tần Dật Vân đi phía sau cũng cúng vào đó hai đồng tiền. Tuy rằng nói người xuất gia tứ dại giai không, nhưng rốt cuộc vẫn phải ăn ngũ cốc rau quả, chẳng thể sống thiếu chúng được. Huyền Âm Phương Trượng đứng bên chắp tay chữ thập tạ ơn. Tuy không nói, lão thấy tiền là sáng mắt, nhưng thấy bọn họ cúng nhiều tiền cũng không thể không cao hứng. Mọi người cùng vào trai phòng, bên trong có một chiếc bàn dài, có lẽ phải đủ chỗ cho hơn 20 người cùng ăn. Chắc rằng trước kia thính tùng tự này đã từng là một nơi hương khói cường thịnh, tăng chúng đông đảo. Giờ đây hương khói đã điêu linh, chỉ còn một chiếc bàn dài cô quạnh, thật khiến người ta chạnh lòng. Lúc này trên bàn đã bày biện đồ ăn, chỉ có một chút rau xanh cùng đậu hũ cùng một nồi cơm trắng tinh. Mạnh Thiên Sở nói với Phương Trượng rằng nương tử mình không được khỏe, muốn dùng cơm ở trong phòng. Huyền Âm vội vàng lấy một ít thức ăn đưa cho Phi Yến mang về, cũng để lại một chút phần Phi Yến ăn sau. Mọi người lần lượt ngồi xuống, đêm khuya đã canh hai, ai nấy đều rất đói bụng. Một tiểu hòa thượng bước vào trai phòng, đại khái khoảng 15-16 tuổi, mắt to mày rậm, mặt mũi sáng sủa, có thể nói là khá đẹp trai. Hắn ôm vài cái bát bưng đến cho mọi người. Khi tới chỗ Tần phu nhân, nàng chụp lấy cổ tay hắn, ha ha cười. Tiểu sư phụ, pháp danh là gì vậy? Tiểu hòa thượng kia bị Tần phu nhân cầm tay, mặt mũi đỏ bừng, ngượng ngùng nói. Tiểu tăng, pháp danh Hư Tùng. Hư Tùng ư? Tần phu nhân che miệng, khanh khách cười duyên, nhìn hắn một chút rồi nỉ non nói. Hư Tùng tiểu sư phụ, thân mình ngươi thật rắn chắc à, tội gì phải ở nơi thâm sơn cùng cốc này, khổ tu làm gì? Hay là hoàn tục, theo tỷ tỷ xuống núi đi, làm tiểu nhị cho cửa hàng của tỷ tỷ. Tương lai, tỷ sẽ kiếm cho một cô vợ tử tế, như vậy còn tốt hơn ở đây trăm lần à. Mạnh Thiên Sở trong lòng phì cười, xem ra Tần phu nhân có vẻ thích thú với vị tiểu hòa thượng này, lại dụ hắn làm tiểu nhị, suýt nữa mình cũng dính bẫy này của nàng ta. Hai tai Hư Tùng đỏ lừ, cúi đầu run run nói: "Nữ thí chủ nói đùa, tiểu tăng đã làm người xuất gia, sao có thể lưu luyến phàm trần tục sự đây?" Miệng nói vậy nhưng mắt vẫn liếc nhìn bộ ngực đầy đặn của Tần phu nhân. Cái liếc này không chỉ bị đôi mắt mẫn tuệ của Mạnh Thiên Sở nhìn ra, đương nhiên càng không qua mắt được người dày dặn kinh nghiệm như Tần phu nhân. Nàng vẫn nắm lấy cổ tay Hư Tùng, ha ha cười duyên, cố ý ưỡn ngực, ánh mắt đung đưa chớp chớp nhìn tiểu hòa thượng. Hư Tùng từ bé đến giờ ở trong rừng sâu xuất gia, tâm tư thanh tịnh, nhưng dù sao hắn cũng còn quá trẻ, chuyện nam nữ hoàn toàn không có kinh nghiệm, làm sao chịu nổi sức hấp dẫn của Tần phu nhân đây. Toàn thân hắn tê dại, tay buông lỏng, chồng bát đĩa đang cầm lập tức rơi xuống đất vỡ tan. Huyền Âm niệm một tiếng Phật hiệu: "Nam mô A Di Đà Phật." Tần phu nhân lúc này mới chịu buông tay hắn ra, khanh khách cười. Hư Tùng trộm nhìn sư phụ, thấy ánh mắt nghiêm khắc của lão, liền vội vàng cúi xuống thu dọn mảnh bát rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Có điều ra đến cửa, hắn vẫn ngoái cổ lại liếc nhìn Tần phu nhân một cái. Một lát sau, Hư Tùng cầm mấy cái bát khác vào đưa cho những người còn lại. Tần phu nhân trêu đùa hắn cũng đã đủ, không làm hắn khó xử nữa. Lúc này ánh mắt quyến rũ không rời khỏi thư sinh Trương Chấn Vũ ngồi đối diện. Bắt đầu ăn cơm, Trương Chấn Vũ cắm cúi ăn, không để ý gì đến Tần phu nhân cả. Tần phu nhân nũng nịu nói: "Trương công tử, ta không với tới bắt rau trước mặt ngươi, ngươi gắp rau cho ta được không?" Thanh âm môn nhu có thể khiến xương cốt người ta mềm ra. Tân Giật Vân ngồi bên cạnh vội nói: "Nương tử, để ta giúp ngươi." Hắn vừa định vươn đũa ra, Tần phu nhân hừ một tiếng, lấy đũa gõ nhẹ vào cổ tay hắn một cái. "Ai khiến ngươi ăn cơm đi?" Tần Dật Vân xấu hổ rút tay lại, bất quá dường như hắn đã quen, liền cúi đầu ăn không dám phản ứng lại. Nha hoàn Tế Văn đứng phía sau hầu hạ bước lên cúi người nói: "Phu nhân, để lâu tỷ giúp được không?" "Đứng ra một bên đi." Tần phu nhân quay đầu quát lớn. Tế Văn vội vàng câm miệng lùi về. Lúc này Tần phu nhân mới chậm rãi xoay người lại, ánh mắt mê hoặc nhìn Trương Chấn Vũ.
Trương công tử giúp ta được không? Kính thưa các bạn, tập 3 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 4. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.